Hello, xin chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Red Hood Fan đây. Và hôm nay chúng ta lại bắt đầu với một clip mới của mình nha mọi người. Nếu các bạn yêu thích channel của mình, các bạn hãy để lại một like và một subscribe cho kênh của mình nhé. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của Red Hood Fan nha mọi người. Bây giờ thì bắt đầu clip thế nào. Trời ơi, một ngày nữa trong căn nhà u tối của mình. Ôi anh ơi. Sao vậy em? Ủa vậy hả? Sáng rồi hả? Ừ, chứ không lẽ tối. Trời ơi, ủa nhà mình tối tới mức mà mình nhìn buổi sáng nó cũng như buổi tối luôn hả em trai? Ừ, nhà mình nó u ám như là cái động không gian. Ê em ơi. Thôi, đi. Nhà mình có 3 tầng á. Ủa, này nhà này hôm trước em dẫn anh đi mua đúng không? Ừ. Mình làm việc lòi con mắt rồi mình mới mua được căn này hả em? Ừ, mình mua được cái căn nhà này 3 tầng rồi, anh muốn gì nữa? Trời ơi, có tầng trệt trên đó thôi rồi, chứ 3 tầng đâu. 3 tầng có tầng cao nhất luôn. Ờ, nhưng mà ít ra chủ nhà để lại cho mình á con cú nhỏ nhỏ này ha. Ừ, con cú nhỏ nhỏ này. Nè anh không biết con cu hay con cú nữa. Ừ, cú nhỏ nhỏ. Con cú nhỏ nhỏ hay con cu nhớ nhớ ta. Nhìn nó tào lao sao. Ừ, tội nghiệp nó quá. Thôi. Ơi, mình làm nghề tiểu phu từ đó giờ rồi. Ừ, mình làm nghề tiểu phu. Ủa, qua để lại mấy điều mình. Ông đang bán cái gì kìa? Ôi. Ôi, ông bán gì vậy? Ông bán nội thất siêu rẻ, sale off 50%. Ông còn ngủ gật nữa nè. Ủa cái này gì đây? Này là chắc là đồng hồ cát không á. Ê, ông già, vậy? Bán lựu đạn đâu vậy? Tại lựu đạn cái gì? Lại lấy đồ ra hả? Không, không có. Tôi lại mua đồ. Ông bán cái gì vậy? Đồ. Bán gì ông? Có biết đọc chữ không? Nội thất. Bán siêu rẻ. Bán nội thật hả? Bán nội thật hả? Đúng rồi. Nội thất. Tôi tưởng đâu bán nồi chứ. Nội á. À, nội thất đâu, tôi thấy nội thất đâu. Đâu nội thất đâu, ông bán mấy lồng đèn này hả? Ê, sao đập đồ vậy? Đâu có, đang cầm lên coi thử hàng mà, bộ không cho coi hả? Có lồng đèn hả? Ok, đây là đèn bàn. Còn đây là đèn lồng treo nhà trước cửa vậy đó. Ồ, rồi đẹp rồi. Có bán bàn ghế tủ lạnh được không? Nhà tôi mới mua mà không có nội thất nè. Bàn ghế này đẹp không? Đẹp, đẹp á. Ồ, ngồi im đít quá ta. Ừ, ê, cho anh ngồi với. Đảo mát quá. Đảo. Ngồi cái là muốn đẻ. Ê, mà nãy giờ ông ngồi ấm đít công nhận á. Đít ông ấm thiệt á, ngồi lên ấm theo luôn. Ngồi lên cái nghe nó mềm xèo mà nó còn ướt đó anh hai. Trời trời. Em bộ em mới đá dầm nãy giờ em nghe ướt. Ôi ông này ông đái á. Ông ngồi ông đái á. Trời. Có lúc nãy ông ngồi thấy đâu. Không phải em đâu. Anh hai, không phải em, không phải em. Ờ vậy là chồng á, anh em mình hiểu nhau mà. Từ đó đít tao, đít tôi có ướt đâu. Ồ, nhìn cũng ướt ướt thiệt á Poppy ơi. Không phải không có, không có. Anh nói chừng á là tại ổng đít em ướt á. Trời ơi. Đúng không? Trời. Không phải, không phải. Tại ổng đít em ướt á. Không phải đâu, đừng có nghe ổng. Đâu, quay đít là coi. Đâu, quay đít lại. Trời, ướt nhẹp luôn. Trời ơi, nó ướt nhẹp á. Ê, thằng này nó ngồi nó đá dầm trên ghế nè. Rồi. Có, trời ơi. Rồi, nhưng mà đâu, nội thất của ông đâu? Cái ghế này đẹp á, nhưng mà giờ ông có ghế khác ông bán không? Nội thất của ông đâu? Có ghế khác luôn. Ghế rồi. Đẹp nhiều có điều không bán. Đâu, tại ghế nội thất khác đâu, có mấy cái khác đâu giới thiệu cho tôi coi tôi mới mua chứ. Ghế khác đàng hoàng nha. Ừ. Đây. Đó. Đâu? Ghế đó. Trời. Ừ, ông nội này bán cái ghế kìa. Cái ghế này giống ghế của mấy Trung Quốc vậy ta. Ừ. Tại ghế Trung Quốc thì ghế gỗ xoài xịn. Xịn không? Ê, cái, thử coi. Cái này có ôi ngồi cũng im đít quá ta. Này có gỗ cây chuối á chứ không phải gỗ xoài anh ha. Cái anh này nghe gian ép á, ép từ ba cái dụng gỗ rồi đó. Này sao mày biết ấy lộn sao mày nghĩ kỳ cục á? Sao mày biết nè? Cái này là ông xạo ông ai, ông không? Cái này là gỗ cái xài á chứ không phải là gỗ cái xoài đâu. Ừ đúng hả? Này em nghĩ là gỗ cái me anh ơi. Để thử coi thì hợp với nhà mình không thôi, kệ đi, nhà mình không có tiền mình mua đại đi. Này gỗ cái me chứ em lỡ rồi em nghe chua chua sao á. Ồ đây. Vậy ông bán cái giá bạn nhiêu? Bạn à. Ủa bạn cũng được ta. Bạn gì á? Bạn ăn chứ bạn gì? Cùng loại gỗ. Ở bàn này mình còn bẹp mình ăn cũng được nè. Ờ để em ngồi anh bàn anh ngồi dưới đi. Ờ thôi khỏi đi. Em đi xuống đi em vô duyên quá. Thấy được không? Nhưng mà ông bán bằng cái gì? Ông nói cho tôi nghe ông trao đổi bằng cái gì? Gì? Ông bán bằng cái gì? Trao đổi bằng gỗ. Gỗ. Bây giờ có gỗ mới làm gỗ à? Ở đúng rồi. Gỗ là sở trường của anh em mình. Ờ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi chặt gỗ đi chặt gỗ. Nhà gia truyền hàng trăm năm nay mình đi đào gỗ. Gia đình mình là gia đình tiều phu mà. Ừ, gia mình bác tiều phu mà. Thôi đi chặt gỗ coi. Ồ, ok. Ê, em nhớ rồi đó, ông nội ông nói gì ông Phoebe? Nói gì anh hai? Ông nói là cách để làm giàu trong cái nghề chặt gỗ này á là mình cứ cầm, mình đang chặt gỗ vậy nè, cái mình cầm cái rìu mình quăng xuống nước. Cái mình sẽ được cái rìu vàng, cái rìu bằng kim cương á. Trời ơi, ông biết sao không? Ông tổ ông nội mình nói láo á. Lúc mà là ông nội Lâm Trung mà hô hấp á,
ông nội nói hồi đó ông nội quăng cái kẹo xuống xuống dưới ao á, là tự nhiên cái đèo nó dính vô cái chỗ dưới của ông nội luôn á. Dính vô chỗ dưới là dính vô đâu vậy em? Là chỗ gần cái bụng á anh ơi. Chỗ gần cái bụng là cái hông hả? Em dính vô hông không luôn hả? Cái chỗ mà đẻ ra anh với em á. Trời, ông nội mình không có cái chỗ đẻ ra anh với em luôn hả em? Trời, không có cái chỗ, cái chỗ mà ba mình phụ mẹ mình á. Vậy là ông bị dính vô cái bệnh viện luôn hả em? Là cái rìu nó dính vô cái bệnh viện của ông luôn á hả? Đúng rồi. Trời ơi. Tự nhiên cái mình quăng cái rìu xuống sông, cái rìu nó dính vô cái bệnh viện của mình à. Kỳ cục thiệt chứ. Kỳ cục tại chắc. Ôi buồn quá. Thôi mình đi chặt gỗ tiếp anh ơi. Thôi để hồi nữa anh mà chặt xong bữa nay anh thử quăng cái rìu xuống sông coi cái rìu nó có dính vô cái bệnh viện của anh không. Thôi coi chừng dính vô hai đầu vú anh á anh ơi. Trời, làm gì dính vô đầu vú của anh vậy em? Cái rìu mà nó dính vô đầu vú của anh vậy tính ra là anh có được hai cái rìu luôn đi, em. Cái anh lắc qua nó lại toàn ten nữa mệt lắm. Ôi đã. Ủa mà mình hình như mình đốn hết cái rừng ở khu này rồi em ơi. Hình như đây là cái bờ rừng cuối cùng của mình em. Mình như mấy lâm tặc vậy anh ơi. Chứ còn gì nữa em ơi, coi kìa. Riết là còn đồi núi không mà còn cái rừng nào nữa đâu đốn. Mình đốt chứ nó coi chừng. Đây ít ra còn cái cây kìa em ơi. Nó bắt mình á. Ở dưới nhà mình còn trồng được hai cái cây kìa. Đúng rồi, ở nhà mình trồng cây mình để làm giống ấy, chứ mình chặt hết khu này cái là. Nhưng mà đừng lo. Cái mình là lâm tặc nó mà đó. Đừng lo, mình chặt cây mình sẽ biết cây giống. Trời ơi. Mình sẽ biết cây giống trồng cây lại. Mình sẽ phủ xanh đồi chọc ha em. Đúng rồi. Mình chặt riết cái đồi nó hói hết trơn rồi. Hói hết trơn rồi, không còn cái gì. Kiểu như giờ ha. Ví dụ nha, cái đồi này là cái đầu em á, còn anh là cái thằng chặt tóc của em chịu không? Thôi, em chưa đầu em chặt tóc cho được. Bởi vì em phải biết chặt cây là biết trồng rừng em hiểu không? Đúng rồi. Anh dạy em là em phải nghe rồi, trồng rừng nè, nó trồng cái ngay đây. Cái ngay đây. Trồng rừng ở nhà. Trồng rừng phải không? Để em về nhà em lấy mấy cây rừng lên đây trồng. Mấy cây rừng á hả? Đúng rồi. Ấy cái rừng với mấy cây rừng em ơi. Mình trồng trồng rừng mà mình ăn cay thấy mẹ mình luôn á. Rồi mình trồng rừng nha, chứ không phải trồng rừng nha. Trồng rừng. Đó mình về gây dựng rừng đó. Trồng vô ông nó kìa, cho nó một cái cây lên cho nó bán luôn. Cái cây này cái hôm trước anh trồng này chứ đâu. Rồi. Ông ơi. Lớn ha. Tôi gỗ rồi nè. Tôi có gỗ ra 64 lốc. Tôi có nhiêu đây nè, nó. Ông coi đổi được cái gì? Tôi có nhiều lắm à. Ông coi đổi được cái gì nè. Anh em tôi có nhiêu đó đó. Thiếu tí à? Do bán rẻ đó. Rồi xong. Ông nói là sale off 50% nè. Sale off là giảm giá đó. Rồi ông sale off 50% bây giờ ông nói. Sale off còn 64 lốc. Rồi không rồi cũng bán à. Rồi. Bán nguyên bộ này đúng không? Bán bộ này hả? Ok lấy về anh hai. Cho đó. Cục xương chó, vậy cho con cú nhỏ nhỏ của mình ăn em ơi. Đúng rồi, sẵn rồi em ăn cái đó. Tiền mua game. Trời ơi, sao em ăn cái cục này em dành ăn với con cú nhỏ nhỏ sao được. Mình làm hầm xương giống như nước cà no ăn cũng không. Rồi xong, cú nhỏ nhỏ ăn nha con. Rồi đây ăn đó mày. Rồi nè. Nhớ chưa tao nữa nha mày. Em ơi vô nhà mình nè. Anh vô đây anh thấy lạnh sao á, em thấy lạnh không? Chắc ông tổ mình về á. Ông ơi, ông tổ mình về mà anh ý của anh á là nhà mình nó không có đèn. Nó tới thùi hả? Em cứ em nhìn lên trên gác nó tối thụi à. Nè nó vô bếp nè. Đó, em coi cái bếp thì không có cái bếp nút gì hết á, tối thụi à. Thôi giờ gì vậy mình kiếm đồ mình mua đèn nha anh hai. Mình coi nhà mình có phòng gì cái đã. Ở đây mình đặt cái bộ bàn ghế nhìn ra cửa đúng rồi nè. Mình nhìn ra cửa đây ha. Trong phòng nhà mình thiếu tủ đồ đúng không? Đúng rồi. Rồi, mình mua tủ đồ luôn. Rồi mình coi còn thiếu đèn, thiếu đèn. Quên đèn hả? Đúng rồi, bây giờ mình phải mua đèn nè. Để là coi lên đây coi thiếu cái gì ha. Đúng rồi, trên đây thiếu gì ta? Trên đây không biết để gì nữa. Ôi, tiền. Gì vậy? Tiền của con nào vậy? Quá trời tiền luôn anh ơi. Ôi, gom em ơi. Trời ơi, ta luôn. Ba stack tiền luôn. Trời ơi. Tính ra là mấy chục ngàn đô luôn mà đủ mua biệt thự luôn rồi. Trời. Cái tiền này á mình xuống mình mua hết đồ nào hết cũng được nữa đó em. Mình mua hết đồ hết mình sống căn nhà này cũng được rồi. Kỳ này mới giàu luôn, mình khỏi đi đốn gỗ luôn. Cái lần hôm trước á em mua đồ á, em mua căn nhà này nè. Cái thằng bán nhà nó có sao mà nó để lại tiền đây vậy em? Em cũng không biết nữa, chắc nó để quên á, chắc nó giấu hay gì á. Chắc nó hôm trước hàng gì thấy nó cãi lộn với vợ nó quá trời luôn. Hàng gì chắc tiền này là tiền nó giấu vợ nữa nè. Tiền này chắc nó đi chơi ăn chơi đánh bạc đánh bài casino gì á. Ai cha già ai giờ biết tôi là ai chưa? Biết tụi tôi là ai chưa? Tôi là đại gia triệu phú rồi đại gia. Đại gia trời em đại gia em phải nhịn có bự được miếng đâu em đại gia em phải nhịn cái mặt em lên vậy hả? Đi trời tôi là đại gia nghe chưa? Trời nó kênh cái mặt nó lên múc trên trời luôn rồi. Tôi không bao giờ nhìn xuống phải không? Trời ông á, ông có nước là đại hạ giá đó. Trời
Nè, tiền nè. Dung tiền lên trời nè. Cho tiền luôn. Rồi. Lệnh của má ông á bán cho tôi bằng số tiền này. Bán. Giờ giờ nè, tôi cần tủ nè. Tủ. Đây, ông lại nhà tôi luôn đi. Ông đi theo tôi nè. Ông đi theo tôi. Đâu đâu. Nhà đâu? Đó. Rồi, ông vô đây ông trang trí nhà cho tôi coi, tôi muốn là ông phải đặt đồ cho tôi luôn rồi. Nay tôi là Mỹ đi khiêng đồ rồi. Ông đặt nhỏ xíu đi. Đây, ông đặt bên đây cho tôi hai cái đèn ơi. Rồi, ông làm cho tôi cái nội thất căn nhà này thiệt là đẹp coi. Ừ. À tiền nè. Đó, tiền nè. Ông muốn nhiêu tiền tôi cũng có đó. Ông bị khùng hả? Trong cái bếp e đặt cái đèn đó. Ừ, ông nội ông không biết trang trí chứ ông này mới học nghề. Rồi, vậy Bobby à, ông trang trí Bobby. Cho cái đèn chi đời nè. Ừ, cũng được. Rồi, ông với Phát Bi trang trí đi. Rồi, em canh ông trang trí nha Phát Bi. Tiền được á, nhiều tiền á. Anh đi trang trí phòng ngủ của anh cái. Này là cái gì vậy? Nhà bếp hay nhà gì? Này nhà bếp. Này là nhà bếp. Nhà bếp đâu? Nhà bếp. Rồi, trang trí đi. Nhà bếp. Rồi. Nhà bếp thì em trang trí phụ ông đi. Ừ. Em để em canh ông chứ ông trang trí xấu quá. Rồi. Trang trí đi. Được chưa? Này là tủ đồ mà cha nội. Ủa. Trời ơi, tủ đồ mày phải để lên lầu với ai đi để vô nhà bếp. Điên. Đó. Nè, nhà quần áo để đây. Cái tủ lạnh đẹp lắm anh hai. Tủ lạnh đâu, tủ lạnh đâu, để anh chạy, anh hai chạy xuống anh hai coi coi. Tủ lạnh đâu? Đó. Wow. Đó, đẹp không? Cái tủ lạnh hiệu gì đây? Hiệu là Sa Chanel. Sa Chanel gì vậy? Đứng yên coi. Sa Chanel Electric hả? Gì? Cái hiệu này lạ quá. Chanel Electric hả? Ơi. Ông nào ông giấu ông bán đồ Trung Quốc của anh hai. Không biết nữa, anh cũng không biết cái hãng này nữa. Hiệu xài ốc neo electric. Trời ơi. Rồi, hiệu ốc neo hả? Ui. Em nào giờ em mới nghe ốc lát rồi, ốc tiêu xanh rồi chứ em chưa nghe ốc neo anh hai rồi. Ê, cái này ông cho mình cái bộ nấu ăn nè em. Ừ đúng rồi, có gì mình em chiên trứng cho anh ăn ha. Rồi trong đây ông chừa cái ông chừa cái gì ông không nhét vô đây không? Ừ. Ông chừa cho ông nằm trong đó hay chi vậy? Nhét gì vô trong coi. Chỗ lên đây nằm là vừa yêu mà nằm ngủ à. Ông nhét cái gì vô coi? Không có gì nhét vô không? Nhét vô. Rồi muốn nhét gì? Đèn không? Nhét cái gì lại vô đi, nhét cái gì cũng được. Nhét ông vô chổng cũng được nữa. Hay là mình nuôi ông trong này trong đó đi. Nuôi ông chổng hay chổng. Hay xôn vô, xôn vô. Rồi luôn. Đó. Trời, ông nhét cái máy xây sinh tố trong đây là sao tôi xây ông nội? Rồi nhét máy xây sinh tố. Bay cho đâu xây chung với sinh tố luôn. Không biết khùng á. Ông này không bỏ cái chân vô. Ông này không có logic gì đó. Này. Ông để cái bàn rồi vô, ông nhét cái máy xây sinh tố vô chứ sao ông ngu vậy? Đó. Đó. Vì ông, bố, ông này ngu. Ông này đúng là nhà trang trí mà ngu quá trời. Cho mấy người tự trang trí thôi nha. Trời. Sao nước mà nó xịt ra ngoài vậy? Có vậy mình rửa mặt anh hai, chu đất ra chữa đất anh hai. Trời ơi, nước sao nó xịt ra ngoài, sao nó không xịt vô trong? Xịt ra vậy á, xịt vô trong chi? Thôi vậy cũng được. Rồi lên đây đi. Trang trí phòng khách cho tôi. Lên phòng khách trang trí anh hai ơi. Rồi phòng khách của tôi nè. Ông ơi. Trang trí cho tôi. Phòng khách đây nè, ở đây nè. Đây hả? Ừ. Nè, cho cái đồng hồ trước khi ra khỏi nhà biết giờ. Ok, ok. Rồi, còn gì nữa đâu? Rồi. Rồi thêm đèn nữa ha, đèn cho sáng. Ừ, đèn cho sáng đi. Tụi tôi mắt mờ già yếu hết rồi, không thấy đường. Dạ. Rồi anh bàn ha. Ừ. Ồ, sáng chưng. Trời ơi giờ đèn plasma đó. Giờ mỗi lần ngồi kế bên nhau là không thấy mặt nhau luôn á, giờ nhìn vô bóng đèn không. Ui, cái đèn gì dưới hả? Ai biết đâu. Đúng rồi. Ok. Rồi còn cái gì nữa không? Còn gì không? Còn cái gì? Một cách nhỏ xíu rồi đòi tôi. Cho ê, tôi ê, mấy cái tủ sách ngay đây đi. Cho tôi cái giường ấy. Giường mới cho ngủ cho nó im rồi ấy. Rồi cần đặt hồ cá không? Đặt đi. Đặt mấy demo coi. Đặt hồ cá ra coi. Ông có cái gì ông trang trí cho tôi ơi. Ông làm việc vô dụng quá thôi, trả thêm miếng tiền nữa nè. Làm gấp rút vô. Anh em tôi là không có dư tiền, dư bạc vậy. Tụi tôi chỉ được cái giàu thôi chứ không được cái gì hết á. Được cái giàu ba họ khó ba đời. Trời, giàu ba họ mà khó ba đời là sao em? Giàu là phải giàu hoài chứ. Ủa? Sao giàu còn em khó biết nữa đó. Tại vì em nghe tao nói vậy đó. Khó ba đời. Ông cười vô mặt em rồi kìa, em thấy chưa? Thôi em đi lên lầu đi. Ông dám cười tôi hả? Tắm không bây giờ. Em đi lên lầu đi, em coi phòng mình trang trí được cái gì em trang trí với ba đi. Em muốn cái giường, em muốn cái giường bự hơn để em ngủ cho nó thoải mái. Rồi để cho ông đặt cái cá cho anh coi. Cho nó đã. Đặt hồ cá lẹ không già. Rồi. Cá tôi nó đang hô hấp oxy rồi. Trời. Thì ông bay vô ông hô hấp cho nó đi. Thôi khỏi đặt hồ cá luôn đi. Lại khỏi hô hấp nhân tạo đó nè. Lâu. Lên lầu luôn đi. Lắc quá. Lên lầu rồi trang trí với tôi cái giường mới, cái giường cũ kích rồi. Giường cũ quá anh hai đập đi. Giường này nằm kiến cắn chết. Đem đốt đi anh hai. Đem đốt đi. Thấy cũng được à. Để đốt đi. Vậy muốn giường nào? Giường nào đâu, giường nào đẹp á. Cho tôi cái giường nào đẹp mà có cái mùng nữa nghe chứ mũi cắn. Thôi tiền mình bỏ vô tủ đồ đi. Giường đặt đây cái nè. Đặt bên đây cho tôi cái nữa.
ấy dường đặt ngang vậy đâu. Đây ông cái này em nói là ông này là ông gì á chứ ông không phải là ông người trang trí nội thất đâu. Ông đặt ngu quá à. Đặt ngu như cu à. Vậy ông nói bậy em. Em không biết đâu. Đó đặt về cho hồng người đỏ. Anh vừa màu đỏ đi em vừa màu hồng đây. Đây. Anh nghe ngồi giường đỏ cho ổ giường hôm nay đúng đẹp luôn á. Đặt tôi cái đồng hồ bó hức ơi, anh em tôi ưa hức trễ lắm. Trời ông đập nhà tôi luôn rồi. Ông nội này đập nhà mình luôn kìa. Ông gắn cái tủ lạnh lên đây chi vậy? Để tôi bỏ ông trong đó hả? Ông nội này sáng mới thức dậy cho nó mát. Trời mát con mát ông ấy tối đây lạnh chết trên rừng trên núi mà còn đòi đặt tủ lạnh kế bên giường ngủ nữa. Ông này chắc được đặt bằng bác học rồi đó. Rồi cái đồng hồ của người ta đâu? Đưa đồng hồ đây đi. Đồng hồ đâu? Đưa đồng hồ đây cho tôi luôn đi. Đưa đây. Tôi nhét cái túi tôi luôn đi. Đưa đây để tôi đặt cho. Rồi. Đậu xanh. Trời ơi. Rồi. Nhức não vô này quá. Rồi. Sao giờ muốn như vậy không? Rồi. Tủ đồ nè. Lên đây trang trí cho tôi cái bàn cái ghế ra đây nhìn ngay cửa sổ coi. Nhìn ngay cửa sổ á. Bàn ghế nhìn ngay cửa sổ nữa. Ừ. Giờ tôi hết giao mấy kiến không? Giờ tôi lấy tiền. Không? Nhà tôi có tiền không mấy kiến. Rồi tiền mình đâu mất tiêu rồi em. Cho nhà ông vào qua họ luôn bây giờ. Rồi cầm tiền đập vô mặt ông. Tiền nè. Trang trí lẹ coi. Ừ. Bây giờ nè. Nhìn ra cửa sổ cho cái vậy được không? Được rồi. Ừ. Rồi. Nhìn đi nhìn gì anh ơi? Thùng gỗ á. Nhìn gì sao nhìn? Rồi kệ, ông cho mình cái thùng để đồ đây cũng được. Ông này ông đặt ngu quá anh ơi. Rồi lên lầu nè. Rồi trang trí cái gì đẹp đẹp trên này coi bên đây. Ê chửi ông ngu mà ông cùng cười, ông này ông khùng lắm rồi. Ê. Dạ dạ hả? Dạ nghĩ muốn lấy tiền đi à. Đi 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 lấy con nhỏ vô. Ai lấy rèo chém không? Ông đi lấy rèo chém không? Rồi đây. Cái gì gọi là đập cửa sổ chạy không? Đây. Cửa sổ nhảy xuống như phim hành động á thấy ai, chưa? Đây. Tôi chặt gãy chân không nha. Thấy tôi có rèo không? Tôi chặt gãy chân bây giờ mày đặt gãy chân à. Rồi trang trí lại coi. Rồi muốn trang trí gì đây nói là quan. Trang trí cái gì cũng được, trang trí cái sân vui chơi đây đi. Ừ đúng rồi. Có máy tính đồ PC đồ không? PC đồ này kia. Em em muốn chơi cái trò Minecraft hay lắm á anh hai. Ừ. Em lại trong mình không em lục ra coi không có cái gì đâu lấy đi. Để em lấy. Để sao đít tôi à. Đó, máy chụp ảnh. Trời. Đến đây là chụp tối chụp thoải mái. Trời. Rồi trên này mà tạo dáng cái gì trời. Ông muốn mình làm ekip luôn hay gì? Trời ơi, tôi nói chụp cảnh ở ngoài này nè. Oh. Em chụp hiểu không? Ồ. Oh. Máy chụp ảnh không để trong đây á. Ông đưa tôi mấy đầu đó tôi lại đặt cho. Rồi. Thấy mà đó. Rồi. Sập nhạc. Hết thì. Rồi này anh ơi, để em đặt cho anh ơi. Đâu. Đâu. Đó. Rồi u. PC màu hồng. Sở thích của Fatby là PC màu hồng. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Rồi. Tôi thích bán PC hồng vậy cho mấy người thấy giường hồng rõ rồi. Ở đây ngồi mà chơi máy tính là đúng mát luôn nè Fatby. Đúng mát luôn á. Trưa nó nắng mà nó dội xuống đầu mình ha, cái mình chảy mồ hôi đít mình ra luôn Fatby. Trời ơi. Sướng. Mát khỏi sướng luôn anh hai ơi. Còn cái này y hình là để ông quay stream được không? Đây, quay stream hả? Quay stream anh hai. Mình lên mình stream máy chat tí xíu mình cho mọi người xem ơi. Anh hai vô đít rồi stream cũng được. Anh hai dịch stream quay anh hai. Thôi nè, tiền của ông nè, rồi ông cút đi. Rồi cút đi. Để tôi đập cửa sổ cút như phim hành động được không? Không được, cút ra. Đi xuống, cút ra khỏi nhà tôi. Muốn đi như phim hành động thử coi nó sao, cảm giác mạnh không? Rồi cút đi. Ông rồi. Ông like cho tôi chó à. Không. Ăn cắp chó là chặt chân á. Ăn cắp chó là đập banh xe đó. Ai, con cú nhỏ nhỏ. Thấy nó dòm tôi thương nhớ. Ê, ăn cắp chó là quánh chết là không đàn á. Ê chó ơi, mày ăn miếng tiền đi cho mày mập ra chó ơi. Thấy mày ốm quá rồi đó. Rồi đi ra đi. Trời. Lấy tiền đi luôn à. Ê lấy tiền đi luôn cho nội. Thôi khỏi dí anh ơi, dí té chết nữa nè. Mất công giờ mình giàu quá rồi chứ giờ biết sao giờ. Thôi giờ mình lại mình gom cái tiệm của ông đi, ông bỏ tiệm rồi. Ừ bỏ tiệm luôn rồi. Ê, ông dọn tiệm kìa, mình làm mình gom tiệm lẻ. Ôi, có tiền nhiều quá, ông dọn tiệm luôn kìa. Ê, dọn gom tiệm lẻ lên. Gom tiệm luôn luôn. Chặt gỗ cái tiệm ông luôn. Cho mấy người luôn á. Ê, cho, ông cho luôn rồi. Ông cho luôn cái tiệm của mình luôn. Thôi, ông đi rồi kìa. Rồi, đi. Em xóa sổ cái tiệm ông luôn. Ừ. Từ nay là, ôi, rừng cây của mình mọc lên rồi kìa. Ừ. Ồ, bây giờ mình là những người tiệm phu thân thiện rồi. Ai chậm chó hả mày? Thôi chậm chó kìa. Ông này ông có tiền mà ông còn chậm chó nữa à. Cô đi, đồ chậm chó. Rồi, đi à. Đậu xanh. Ai tạm biệt nha. Ừ, cô đi. Không tạm biệt à. Cô đi. Vô nhà ngủ đi. Lấy tiền trọi hay bài hả giờ, đi. Ông này. Rồi hình như cái nhà ông trên hang trên đó thì phải. Ừ, ông ở trong hang á. Thôi kệ, mình vô nhà đi. Tên phí gì? Rồi, ăn miếng tiền đi con. Ừ, đó có là ăn miếng tiền đi cho no. Rồi. Ăn tiền đi con, để xương tao ăn cho. Trời ơi.
Thôi ngủ anh ha. Ờ chưa thấy. Ra ngoài đây ngồi anh ha. Thôi cuối cùng tụi mình cũng đã có được một căn nhà có đầy nội thất rồi các bạn ơi. Tụi đúng rồi. Cực khổ lắm á mới chơm được miếng tiền của chủ nhà để lại á các bạn. Bây giờ thì tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn yêu thích clip này hãy để lại một subscribe và một like cho kênh của Red Food, Fodby và Hero Van nha các bạn. Nhớ like, subscribe nha. Tạm biệt các bạn nha. Bye. Bye, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.